Ngày 26 tháng 3 vừa qua, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Indonesia 0-3 tại lượt trận thứ tư thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, vào ngày 21 tháng 3, đội tuyển Việt Nam cũng thua đội tuyển Indonesia 0-1 tại lượt trận thứ ba trên sân Gelora Bung Karno. Những thất bại liên tiếp này khiến đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 điểm sau 4 lượt trận và có rất ít cơ hội giành vé vào vòng thứ 3 World Cup 2026. Ngoài ra, ở Asian Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã thua cả 3 trận tại vòng bảng và bị loại sớm, đồng nghĩa với việc không hoàn thành mục tiêu ít nhất lọt vào vòng 1/8. Các kết quả không như mong đợi khiến huấn luyện viên Philippe Chu trở thành huấn luyện viên có tỷ lệ thắng kém nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, huấn luyện viên Chu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 14 trận thì chỉ thắng 4 trận, thua tới 10 trận, đạt tỷ lệ thắng 28,6%. Đáng chú ý hơn, trong 4 trận thắng của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Chu chỉ có duy nhất trận thắng đội tuyển Philippines là nằm trong khuôn khổ cuộc trò tài chính thức, chứ không phải là thi đấu giao hữu. Thành tích kém cỏi ấy khiến VFF đã có động thái cụ thể và cuối cùng, huấn luyện viên Chu đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chiến lược gia người Pháp đã chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam và VFF cũng bắt đầu quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới. Hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á, còn ghế nóng của đội tuyển Việt Nam đang tạm thời bỏ trống. Đánh giá về sự việc này, tờ Football 365 của Pháp đã có bài viết với tiêu đề "Tin sét đánh, huấn luyện viên nổi tiếng người Pháp đã mất việc". Trong bài viết, tờ báo này phân tích huấn luyện viên Chu là người giàu kinh nghiệm, có thể tạo được thiện cảm tốt nhờ CV ấn tượng. Huấn luyện viên Chu từng cùng hai đội tuyển Nam Phi, Nhật Bản tham dự vòng chung kết World Cup và ông cũng đã giúp đội tuyển Nhật Bản đăng quang tại Asian Cup 2000. Mặc dù vậy, tờ Football 365 nhấn mạnh, huấn luyện viên Chu mất việc ở đội tuyển Việt Nam vì thành tích quá bết bát. Tờ này viết, huấn luyện viên Chu phải trả giá đắt vì kết quả đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình. Màn trình diễn kém cỏi trong trận đấu với đội tuyển Indonesia được xem là giọt nước tràn ly khiến cho ông mất việc ở đội tuyển Việt Nam. Đồng quan điểm, một tờ báo khác của Pháp là OMC Sport đánh giá những kết quả không như mong đợi chính là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Chu phải ra đi. Tờ báo này không tin huấn luyện viên Chu đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì không đáp ứng được kỳ vọng trong thời gian làm việc của đội tuyển Việt Nam.